Xưa có Quỳnh Giao, nay có Vu Chính, nhắm mỹ nhân nào là mỹ nhân đó nổi như cồn. Hoàn Châu cách cách giúp bộ ba Băng Phạm, Triệu Vi, Lâm Tâm như một bước lên mây. Vu Chính nhờ Lục Trinh truyền kỳ đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh lên tầm cao mới. Dương Mịch sau cung trở thành đỉnh lưu 85. Ngô Cẩn Ngôn, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và dàn sao trẻ cũng nhờ phim Vu Chính mà bật lên hàng lưu lượng. Không thể phủ nhận rằng các vị biên kịch cũng có mắt nhìn người vô cùng chính xác. Quỳnh Giao năm xưa chọn mặt gửi vàng, đưa Phạm Băng Băng, Triệu Vi, Lâm Tâm Như trở thành những ngôi sao đình đám nhờ loạt vai diễn trong Hoàn Châu Cách Cách. Riêng Triệu Vi và Lâm Tâm Như đã tham gia khá nhiều bộ phim của bà, cũng nhờ vậy mà đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Xưa là Quỳnh Giao, nay biên kịch có mắt nhìn người còn có Vu Chính. Tuy không thể đỉnh nóc kịch trần như vị nữ sĩ kia, nhưng cũng đã tìm được không ít nam thần mỹ nữ tài năng cho showbiz hoa ngữ. Một trong những mỹ nhân nhờ ơn Vu Chính nhiều nhất có Triệu Lệ Dĩnh. Năm đó, nếu không phải vị biên kịch vàng nhắm cho cô vai nữ chính Lục Trinh truyền kỳ, chắc Triệu Lệ Dĩnh còn phải chật vật thêm vài năm. Nhờ vai diễn Lục Trinh thoát vòng, Triệu Lệ Dĩnh trở thành cái tên được nhiều người biết tới, qua đó có được loạt vai diễn chính sau này, giúp cô vươn lên hàng lưu lượng và có được sự nghiệp rực rỡ. So với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch có phần nổi tiếng hơn, bởi thời điểm được Vu Chính nâng đỡ nhờ cung Tỏa Tâm Ngọc thì nữ diễn viên đã có cái mác sao nhí, cũng đã nổi tiếng nhờ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp hay Vương Chiêu Quân truyền kỳ. Những tác phẩm của Vu Chính dành cho Dương Mịch như Thêu Hoa Trên Gấm, đẩy Dương Mịch lên hàng đỉnh lưu. Độ hot của cung Tỏa Tâm Ngọc năm đó quả thật không thể đùa được và Vu Chính đã giúp sự nghiệp của Dương Mịch bước sang trang mới. Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch là hai cái tên thành công nhất mà Vu Chính từng giúp đỡ. Sau này, dàn lưu lượng trẻ tuổi cũng do một tay nam biên kịch lăng xê. Triệu Lộ Tư dù có nhiều khúc mắc với Vu Chính, nhất là ồn ào Trà Xanh. Song, không thể phủ nhận rằng năm xưa Vu Chính cũng đã giúp đỡ Triệu Lộ Tư rất nhiều, giúp nữ diễn viên được nhiều người biết tới. Bạch Lộc, Ngô Cẩn Ngôn là hai nữ diễn viên thuộc công ty của Vu Chính, vậy nên không lý nào mà vị biên kịch vàng không dành những kịch bản tốt nhất cho nghệ sĩ của mình. Ngô Cẩn Ngôn nhờ Diên Hy công lược của Vu Chính mà nổi đình nổi đám, thoát kiếp flop suốt nhiều năm liền hoạt động trong showbiz. Sau Diên Hy công lược, Ngô Cẩn Ngôn tham gia nhiều bộ phim khác nhưng không hot. Fan của cô trách Vu Chính, nhưng giờ cũng không dám hò hé bởi Mặc Vũ Vân Gian lần nữa giúp tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn hot trở lại. Trong khi đó, Bạch Lộc được xem như con gái cưng của vị biên kịch vàng. Từ một cô gái vô danh, bị từ chối khi tham gia làm thực tập sinh đến nữ lưu lượng hot nhất nhì showbiz. Vu Chính đã rất ưu ái cho Bạch Lộc khi không ngại push cô từ bộ Phượng Tù Hoàng, gia tăng đất diễn đến mức người xem phải khó chịu. Sau đó thì ai cũng biết, Bạch Lộc trở thành nữ chính trong loạt bộ phim hot, giúp cô nổi tiếng nhanh chóng như Chiêu Dao, Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Châu Sinh Như Cố, Ninh An Như Mộng, Trường Nguyệt Tẫn Minh. Năm nay, Vu Chính tiếp tục đẩy thêm một nhân tố mới, đó là Vương Tinh Việt. Thực tế, nam diễn viên đã quen mặt với khán giả qua một vài bộ phim, song đến năm nay, danh tiếng của anh chàng mới thực sự nở rộ nhờ Mặc Vũ Vân Gian. So với dàn ngũ đế đợi bạo như Trương Lăng Hách, Trần Chiết Viễn, Đặng Vi, Trương Văn Ý, Đàn Kiện Thứ, thì Vương Tinh Việt được xem là cái tên hot hơn cả, cũng có diễn xuất hợp ý khán giả.